dẫn sử dụng Starcop Spray Ta xịt họng giảm ho. Cấu tạo Starcop Spray bao gồm chai thủy tinh chứa dung dịch, nắp bảo vệ, vòi xịt, nắp bảo vệ đầu vòi xịt. Lắc đều trước khi sử dụng. Bước 1. Mở nắp bảo vệ cụm vòi xịt ở phía trên. Bước 2. Mở nắp bảo vệ đầu vòi xịt. Bước 3. Xoay đầu vòi xịt. Bước 4. Đưa vòi xịt vào vùng khoang miệng và bấm đầu xịt. Trẻ em từ 3 đến 12 tuổi, 3 đến 5 nhát xịt một lần, 4 đến 6 lần một ngày. Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn, 3 đến 5 nhát xịt một lần, 6 đến 10 lần một ngày. Sau khi sử dụng, xoay vòi xịt về vị trí ban đầu, đóng nắp bảo vệ đầu xịt. Tiếp đến, đậy nắp bảo vệ cụm vòi xịt. Starcop Spray, Star xịt họng giảm ho, xua cơn ho, dưỡng họng tự nhiên. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.